Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng 7. Thì đây là ngã ba, gọi là ngã ba đường Chi Lăng, gồm đường Lê Văn Duyệt, đường Bạch Đằng và đường Phan Đăng Lưu. Thì bên phải tôi là lăng ông Lê Văn Duyệt. Thì khu này thì người ta gọi hay gọi là lăng ông Bà Triệu. Thì khu này là một khu gọi là di tích lịch sử của Sài Gòn Gia Định từ ngày xưa. Thì hôm nay tôi mời quý vị và các bạn đi vào thăm con đường Nơ Trăng Long. Thì cũng là một con đường gọi là lịch sử của Gia Định ngày xưa. Thì ngã ba này gồm có ba con đường. Gọi đây con đường tôi đang đứng đây là đường Lê Văn Duyệt. Bên phải tôi chạy ra là đường Bạch Đằng, còn bên trái là đường Phan Đăng Lưu. Đường Phan Đăng Lưu thì ngày xưa gọi là đường Chi Lăng. Thì tôi sẽ quẹo trái đi vào con đường Nơ Trăng Long. Đường Nơ Trăng Long thì ngày xưa thì gọi là đường Nguyễn Văn Học. Nguyễn Văn Học thì ngay đầu đường thì có một cái bệnh viện của gọi là tên ông Nguyễn Văn Học. Thì nghe đâu đó thì ngày xưa thì không phải là Nguyễn Văn Học quý vị. Thì người Pháp người ta lầm tên là Nguyễn Văn Học. Thì đúng là ông là Trần Văn Học. Thì cái lịch sử thì ghi chép lại ha quý vị. Thì quý vị và các bạn này thì chắc nếu mà có lên internet hay đâu đó thì cũng biết về cái lịch sử thì cũng biết nhiều về cái ông Trần Văn Học ha quý vị. Đây tôi sẽ quẹo vô đường Nơ Trăng Long. Thì đường Nơ Trăng Long này thì ở đầu đường đây có hai cái bệnh viện lớn, rất là lớn ha quý vị. Hai bệnh viện rất là lớn. Thì ở đây là tập trung là người Gia Định ngày xưa, Sài Gòn Gia Định thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây cũng là một cái tỉnh của Gia Định. Thì sau năm 1975 thì sát nhập mà lại về Sài Gòn ha quý vị. Thì bệnh viện Gia Định này thì rất là đông và cũng là một bệnh viện rất là uy tín. Thì ở đây là cái cổng vào ha quý vị, cổng vào bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ngày xưa bệnh viện đây thì là bệnh viện Nguyễn Văn Học. Cổng cấp cứu thì đi vào đường bên đường Phan Đăng Lưu. Và đi tới đây nữa thì quý vị các bạn gặp ngay cầu vượt đó quý vị, thì là bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện Ung Bướu. Thì bệnh viện này là một cái trung tâm của thành phố. Thì tất cả các bệnh nhân mà bị ung bướu thì tập trung đi về đây chữa trị. Đây là đường Trần Văn Kỷ ha quý vị. Thì từ miền Trung cho tới miền Nam, Nam Bộ, ai mà bị ung thư là tập trung về đây chữa trị hết ha quý vị, kể cả Sài Gòn. Thì bây giờ cái bệnh viện ung bướu này thì người ta đã làm thêm một cái bệnh viện mới ở ngoài quận 9, ngay chỗ qua Suối Tiên chút xíu ha quý vị, ngay chỗ Hoàng Hữu Nam. Thì đây quý vị nhé, đây là cái cổng số 1. Thì bệnh viện ung bướu này thì nó có hai, ở đây là có hai bên, hai bên đường. Là bên cổng số 1, bên cũ. Thì người ta, bên đó là bệnh nhân ở trong này điều trị nằm rất là nhiều. Còn bên phải tôi đây là một cái bên mới là điều trị về kỹ thuật cao. Kỹ thuật cao hả quý vị? Tại vì người ta nhập máy móc của nước ngoài về thì người ta chữa trị cho những về dịch vụ rất là nhiều ha quý vị. Thì đây là con đường gọi là Nguyễn Huy Lượng. Nguyễn Huy Lượng thì quý vị từ đây chạy thẳng ra đường Lê Quang Định. Thì đường Nơ Trăng Long thì nó bắt dài từ đầu đường Phan Đăng Lưu này cho tới cầu Bình Lợi. Thì đây là một cái con đường, cũng là một con đường lịch sử của Gia Định ngày xưa Sài Gòn ha các vị. Thì ở đây người dân thì quá quen thuộc với con đường Nơ Trăng Long người ở Sài Gòn Gia Định này rồi ha các vị.
Thì trên con đường này quý vị chạy chút xíu nữa thì có một cái rạp hát đại đồng. Một cái rạp hát đại đồng là của một ông chủ nào ngày xưa từ thời Pháp quý vị. Thì ông có vào Sài Gòn này, ông xây dựng những cái rạp đại đồng. Rất là nhiều rạp luôn đó quý vị. Trên đường Cao Thắng cũng có hay quý vị. Mà đây đường này thì cũng có. Xong quý vị thấy không, đây là cái rạp đại đồng hả quý vị, trên con đường Lê Trân Long hay là đường Nguyễn Văn Học ngày xưa. Thì ở bên trong cái hẻm này này có một cái hồ bơi hả quý vị, đó cái hẻm đó là trong quý vị có một cái hồ bơi ở trong đó hả quý vị. Thì ngày xưa cái mấy cái rạp đại đồng thì ngày xưa cũng rất là nhiều người đi xem phim hả quý vị, chiếu phim cái thời thập niên 80 mấy á. Nhưng mà từ cái hồi mà năm 2000 lẻ mấy á, là đã bây giờ là mấy cái rạp này ít người đi rồi hả quý vị. Từ khi mà trên những cái mạng internet rồi nó ra đời, bên YouTube ở bên mấy trang web thì nhiều cái rạp này bây giờ là không còn người xem phim nữa hả quý vị. Thì hai bên con đường nơi Trang Long này thì ở đây thì người dân người ta buôn bán cũng rất là nhiều không quý vị. Thì đa số là người dân ở đây không á, ở dân mở không á, ít người, cũng ít người ta cho thuê lắm. Cũng có cho thuê mà cũng ít, đa số là người dân tự mở ra bán ha quý vị, tự mở ra bán. Cho nên là nhiều người dân ở đây thì người ta bán xưa rồi, rất là lâu đời rồi. Cho nên người ta có cái thời điểm này thì có ế mấy thì ế, người ta cũng không phải bị đóng cửa ha quý vị. Và những người, những cái tiệm, mấy cái tiệm mà cửa hàng mà đây bán về quần áo thời trang thì là người ta mướn, người ta thuê. Thuê mặt bằng ở dưới này thì nó rẻ ha quý vị. Đây là đường Lê Quang Định ha quý vị. Nên quý vị đi quan sát hai bên đường này thì ít khi mà thấy những cái cửa hàng người ta đóng cửa hay quý vị. Rất là ít, cũng có mà không có nhiều. Thì đây cái mật độ dân cư ở đây rất là đông. Thì quý vị chạy thẳng cái đường này thì đi xuống đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Ở dưới đó ngày xưa là một cái đồng cánh đồng. Nhưng mà từ cách đây hơn 20 năm thì đường dưới đó thì được xây dựng rồi, rất là nhiều công ty ở đó và người dân. Thì khu Bình Lợi dưới đó thì nhớ rất là nhiều biệt thự ở dưới đó hả quý vị. Thì con đường này mấy cái giờ cao điểm thì cũng rất là kẹt xe hả quý vị, rất là đông xe luôn á. Đây là nhà thờ Bình Hòa ha quý vị. Một cái nhà thờ từ xưa thì cũng là từ thời Pháp tới bây giờ. Thì đây là một cái ngã tư gần tới ngã năm Bình Hòa. Thì một ngã tâm năm rất là nổi tiếng của gia đình ngày xưa. Thì hôm nay Sài Gòn thì đang vào cái mùa mưa thôi quý vị, ảnh hưởng vào những cơn áp thấp nhiệt đới ở ngoài Biển Đông nên trời nó cứ âm u, nó muốn mưa quý vị. Cơn mưa mà ngoài trời nó cứ đen thui, trời nó cứ xám xịt hả quý vị. Đây là đường ngã tư Bình Hòa ha quý vị, à ngã năm Bình Hòa. Thì ngã năm này gồm cắt ngang con đường Nơ Trang Long và đường Phan Văn Trị và đường Chu Văn An. Thì đây là đường cắt ngang, đây là đường Phan Văn Trị ha quý vị. Cắt ngang đây là Phan Văn Trị. Đi tới qua này chút xíu nữa là ngay đầu đường Chu Văn An ha quý vị.
Đó, đây là đường Phan Văn Trị ha quý vị. Đây ở đầu đường Chu Văn An quý vị ha, đầu đường Chu Văn An. Thì quý vị chạy thẳng thì ra đường Đinh Bộ Lĩnh ha quý vị. Thì trên con đường này thì chắc cũng là một con đường mà rất là nhiều người xa quê xa xứ ở Sài Gòn này nhớ về đây ha quý vị. Nó gắn liền với nhiều người, rất là nhiều người của các chú các bác của Sài Gòn. Thì đây là một cái con đường lịch sử của gia đình ngày xưa. Đây cũng có những cái cửa hàng rất là lớn là đóng cửa các quý vị. Cái con đường này từ thời xưa tới giờ thì nó cũng vẫn vậy ha các quý vị, nó không có mở, không có lớn đâu ha các quý vị. Vẫn còn giữ nguyên như ngày xưa như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Đó, những con hẻm này quý vị bên trong rất là đông ha quý vị, rất là đông dân cư ở trong đó. Thì cái mật độ của người Sài Gòn bây giờ là có hộ khẩu chính thức là tới gần 10 triệu rồi ha quý vị. Còn nếu mới nhập cư và tạm trú thì nó lên tới mười mấy triệu. Đó, có những cửa hàng lớn này đóng cửa ha quý vị. Quý vị mà các bạn mà đi về khu Bình Thạnh này á thì có rất nhiều đường đi về con đường này. Đi thẳng đường từ Hàng Xanh đi vào đường Bạch Đằng là tới ngã ba Chi Lăng ha quý vị và các bạn. Đây là khu cảnh sát giao thông, gần tới cảnh sát giao thông khu mà làm giấy tờ xe. Ở bên phải tôi đây là 282 đường Đôi Trăng Long, thì đây là khu cảnh sát làm giấy tờ xe quý vị đó. Trên con đường này thì ngày xưa đến giờ thì cái đường này nhà cửa thì không có xây dựng nhiều hả quý vị. Thì ngày xưa mới những căn nhà cấp 4 của người Sài Gòn từ xưa tới bây giờ thì nó vẫn vậy, nó không có xây thêm nhiều đâu. Nó còn giữ y nguyên cái ngày xưa rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy ông nhà đây là không có cao lắm hả quý vị, không có cao, không có hiện đại như mấy con đường ở phía trên. Thì tập trung ở đây thì người dân ở đây thì cũng gọi là bình dân, sống bình dân rất là nhiều bằng các nghề tự do buôn bán. Còn ngã ba bên trái tôi là đường Trần Quý Cáp hay quý vị. Đó, ngã ba đây là Trần Quý Cáp hay quý vị. Thì video sau tôi sẽ quay đường Trần Quý Cáp này và đường Nguyễn Văn Đậu ra tới Chi Lăng ha quý vị. Tới Chi Lăng. Đường ở Sài Gòn này thì quý vị và các bạn đi tới đâu cũng vậy ha. Đường phố Sài Gòn thì quý vị cứ hai bên đường thì quý vị cũng thấy ông bà con người ta buôn bán rất là đông. Cho nên là quý vị và các bạn đi đâu cũng không bao giờ có tiền đút túi thì không bao giờ mình sợ đói, không bao giờ mình sợ khát ha quý vị. Đây là cầu Băng Ki ha quý vị ha. Đây là cầu Băng Ki.
thì một cái cây cầu này bắc qua lạch xuyên tâm, thì con lạch này mai mốt cũng được giải tỏa để mà làm lại ha quý vị. Con lạch này thì chạy xuống dưới khu Gò Vấp, còn phía trên này đi ra tới kênh Thị Nghè ha quý vị, kênh Nhiêu Lộc bây giờ. Đó quý vị thấy không, hai bên đường này chỗ nào người ta cũng buôn bán ăn uống rất là nhiều ha quý vị. Thì có ở Sài Gòn thì nói chung là ăn uống cái gì cũng có, cái thứ gì cũng có ha quý vị, từ cao cấp cho tới bình dân. Thì không quý vị ở Sài Gòn này thì không bao giờ mà lo về không có đồ ăn ha quý vị, kiếm đồ ăn gì cũng có, vùng miền nào cũng có, chỉ có mình có chịu có tiền xài hay không thôi. Đây là khu vào, ở bên trong đó có chợ đồ cổ ha quý vị, của ca sĩ Cao Minh. Ở Sài Gòn này vậy chứ mà vui lắm á quý vị. Quý vị mà rảnh rảnh những ngày thứ bảy chủ nhật, đây là con đường Phan Chu Trinh mới ha quý vị, chạy ra đường Chu Văn An đấy. Cứ thứ bảy chủ nhật đó mà quý vị mà rảnh rảnh cứ xách xe chạy đi để mà biết đường phố về Sài Gòn đó thì rất là dễ đi, đường nó rất là thông thoáng ha quý vị. Trừ những cái ngày mà ví dụ như đi làm mấy cái giờ cao điểm, sáng chùa sáng từ 7 giờ, 6 rưỡi 7 giờ tới 8 giờ là thấy là rất là đông xe. Rồi chiều từ 4 giờ cho tới 7 giờ tối ha quý vị. Thì cái giờ đó thì rất là đông xe rồi. Thì thành phố Hà Nội cũng vậy mà Sài Gòn cũng vậy ha quý vị. Rồi rất là đông đường, đâu cũng có nhiều cửa hàng đóng cửa ha quý vị, không phải nhờ lớn thôi. Những lớn mà cái giá tiền thuê cao quá thì mới bị đóng cửa ha quý vị. Còn nếu mà buôn bán bình dân như người dân buôn bán đấy thì không có phải đóng cửa nhiều. Vâng, quý vị thấy không, đường người ta buôn bán rất là đông ha quý vị. Đây là ngã tư mũi đường Nguyễn Xí ha quý vị. Quý vị kẹo trái thì chạy thẳng ra đường Phạm Văn Đồng mới bây giờ, còn quý vị kẹo phải đây đó quý vị, chạy ra là cầu đỏ, cầu đỏ là qua bến xe miền Đông rồi đi ra tới cầu Sài Gòn luôn ha quý vị. Ở những con đường như này á, thì nó rất là nhiều những cái di tích, những cái chùa cổ của Sài Gòn từ xưa. Đây là cái chùa Pháp Quang Tự ha quý vị, bên trong đó. Thì chùa này còn bên trong nó cũng rất là lớn. Khu gia đình Bình Thạnh này á, gia đình ngày xưa á, thì có rất là nhiều chùa. Thì quý vị mà các bạn mà muốn mà khám phá về lịch sử của những con đường, những cái ngôi chùa lịch sử, khu di tích ngày xưa thì có phải có thời gian ha quý vị, để mà đi để mà biết về cái lịch sử thì phải dành thời gian rất là nhiều ha quý vị. Thì Sài Gòn nó hơn 300 năm rồi, Sài Gòn gia đình hơn 300 năm rồi ha quý vị. Thì từ thời xưa tới bây giờ, thì thời chú Nguyễn tới bây giờ, thì về các con đường và các cái di tích thì rất là nhiều, nhưng mà có thời gian đi hay không thôi ha quý vị. Ở đây là con đường Vũ Ngọc Phan ha các vị, Vũ Ngọc Phan. Thì vào trong đó thì đa số là dân cư ở trong đó không ha các vị.
nó đây cửa hàng đóng cửa các vị, nó không không có nhiều đâu, nhưng mà mấy cái cửa hàng lớn là bị đóng cửa. Thì tới đây nữa quý vị, vào đây có một cái hãng gọi là hãng Vissan. Đây quý vị nhé, quý vị đi vào bên trong đó là cái hãng Vissan. Vissan là về giết mổ, về thực phẩm, thịt, đồ quý vị, về gia súc, gia cầm, gia nò mổ, à quên, công ty để mà chế biến thực phẩm đó quý vị. Quý vị mà nghe tới Vissan thì thịt heo, thịt gà, rồi xúc xích, rồi này kia rất là nhiều của Vissan ha quý vị. Tới đây thì gần tới cầu Bình Lợi rồi ha quý vị. Cầu Bình Lợi thì quý vị đi qua bên Thủ Đức, qua bên cầu Bình Triệu được ha quý vị, thì đi xe máy thôi. Đó là cầu cũ, còn cầu mới thì nó rất là lớn ha quý vị. Cầu mới thì rất là lớn đây quý vị, đó trên cái cầu đó ha quý vị. Rồi tới đây này, tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thì tôi gửi đến quý vị và các bạn những con đường phố của Sài Gòn. Thì Sài Gòn nó rất là thân thuộc và quen, thân quen ha quý vị, rất là dễ thương, những con đường phố của Sài Gòn. Thôi tới đây xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thì tới đây cũng là hết con đường, gọi là con đường Nơi Trăng Long. Thì tới đây đi qua cầu là tới cái con đường Bình Lợi ha quý vị, con đường mới, khu dân cư mới. Thì khu đó là hết rất là hiện đại, do bên trong là những nhiều biệt thự rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn ha quý vị.